trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về cuộc chiến tranh Việt Nam. Những trận chiến trên chiến trường khe xanh. Tôi biết rừng không có cách để nói chuyện một cách văn minh với những con người ấy. Cũng như Điện Biên Phủ, khe xanh là một căn cứ phía trước ở khu vực biên giới. Đối với miền Nam, ở góc trái phía trên bản đồ, khe xanh chỉ cách biên giới là 8 km và gần như trên kinh tuyến 17. Và cũng như Điện Biên Phủ, tự khe xanh không có gì quan trọng lắm. Cũng như Điện Biên Phủ lợi thế quân sự của nó là đứng trên một trục đường giao thông quan trọng, đường quốc lộ 9 từ Đông sang Tây, đi qua những tỉnh miền Tây của Việt Nam trước khi tiếp tục trên đất Lào. Đối với tấn công cũng như phòng ngự, nó tạo thành một điểm chốt, khi chiếm được có thể tiến hành nhiều kế hoạch tác chiến khác. Làng Khe Xanh thuộc tỉnh Quảng Chi, ở phía Tây Làng là những dãy núi cao rừng rậm con người không thể sinh sống được phần lớn dân cư tụ tập xung quanh những thửa ruộng phía đông một dải đất đi từ bờ biển đến đường một, con đường không vui của lính Lê Dương Pháp. Khe xanh nằm trong một khu vực hiểm trở, làng được bao bọc xung quanh bằng những quả đồi cao và dốc đứng, bị bao phủ một lớp cây nhiệt đới dày đặc trồi lên những ngọn cây to bám đầy dây rừng. Sương mù thường xuyên cũng như mưa rào gây nên nhiều gành và thác. Phần lớn trong năm khí hậu nóng và ẩm, thích hợp với việc trồng cây cà phê. Những dãy núi ẩm ướt không bao giờ im lặng cả ban ngày và ban đêm rất nhiều thú vật hoang dã và các loại côn trùng sống ở đó. Một cộng đồng vài trăm người sống ở khe xanh, họ làm việc trong những đồn điền cà phê xung quanh, phần lớn của người Pháp. Gần đó có một vài nhà người dân tộc miền núi bru mà năm 1958, quân ngụy miền Nam khuyến khích họ trở về làng để bảo vệ cho họ khỏi Việt Cộng, ngăn cấm họ ủng hộ Việt Cộng. Những người dân bru khác sống rải rác trong rừng toàn khu vực, có chừng khoảng 8.000 người cũng như hai công chức người Pháp đang cố gắng thu phục người Bru và một vài người Việt Nam theo đạo Thiên Chúa. Phía bắc làng 3 km, trên một cao nguyên dài 1,5 km ở độ cao 440 m dựng lên một lô cốt bê tông từ thời kỳ Đờ Lát, lãng giềng xa của những điểm dạng dãy Maginot xây dựng quanh Hà Nội. Bên cạnh có một con đường mòn bằng đất nện. Đầu những năm 1960, một tiểu đoàn công binh của quân Ngụy miền Nam đã bao phủ lên một cái màn bằng kim loại, có thể làm cơ sở cho máy bay nhận biết con đường mòn. Về phía tây 11 km, bên kia biên giới, một quả núi to lo doe, nổi cao lên trên đèo chỉ đường vào đất Lào. Khá xa về phía bắc, ngọn Tiger Peak bao trùm lấy khu quân sự. Gần hơn, phía bắc và phía tây khe xanh 5 đến 6 km, những dãy đổi thấp hơn làm thành một hình tam giác mỗi cạnh 5 km, đặt một bài toán khó cho những ai muốn tổ chức phòng ngự vì chúng tạo nên những đài quan sát cực kỳ tốt hoặc để điều chỉnh điểm rơi cho pháo binh bắn, chủ yếu là phải giữ lấy chúng. Quân đội Mỹ đến đây ở gần làng từ tháng 2 năm 1962, khi quân mũ nổi xanh vào đóng trong cứ điểm cũ của quân Pháp. Những lực lượng đặc biệt được bố trí phía trước, nhiệm vụ của họ là làm việc với những người dân tộc Bru, chấp nhận họ, dạy họ nghệ thuật chiến tranh, dẫn đi tuần tiễu để nắm tình hình địch. Vì mục đích đó, quân mũ nổi xanh học cách ăn chuột và uống rượu gạo để tóc mọc dài xăm mình theo địa phương và như người ta nói ngủ với đàn bà Bru. Năm 1966, một tiểu đoàn thủy quân đi khắp vùng trong 15 ngày nhưng không gặp quân đối phương. Trước khi cuốn gói trở về theo đường 9, họ để lại một tiểu đoàn ở căn cứ gọi là Fort Dix. Quan hệ giữa hai lực lượng là mạnh ai nấy làm. Dưới con mắt của thủy quân, những lính mũ nổi xanh là vô kỷ luật, đầu tóc bù xù, có thể nghiện ma túy, tóm lại là tụi vô lại. Về phía mình, người của lực lượng đặc biệt cho bọn lính thủy là láo, đầy thành kiến và tuyệt đối không đoàn kết được. Nếu bọn lính thủy ở đây, họ đi nơi khác. Vì vậy, họ lập nên một căn cứ mới ở làng vây cách 8 km trên đường sang Lào. Không gặp đối phương lần nào trong vùng này, nhưng tướng Westmoreland quả quyết cuối cùng họ sẽ đến. Vài tuần trước đó, ông Giáp đã trực tiếp điều hành tác chiến ở tỉnh Quảng Trị, tách khỏi Trung ương, Cục Miền Nam và Quân Giải Phóng, tương lai những kế hoạch tác chiến thuộc quân đội nhân dân Việt Nam mà không phải thuộc quân Việt Cộng và tỉnh sẽ sáp nhập vào quân khu Trị Thiên Huế. Ở Sài Gòn, cơ quan tham mưu của Westmoreland quyết định tăng cường quân tiếp viện cho lực lượng đặc biệt 300 dân quân tự vệ người dân tộc miền núi và cho thêm một phân đội tác chiến đặc biệt tìm kiếm tình báo. Các lực lượng tập trung ở làng Vây đặt dưới quyền chỉ huy của quân đội trực thuộc quân mũ nổi xanh và CIA cùng với quân Ngụy miền Nam kiểm soát việc phát hiện những tin tức không liên quan đến lính thủy ở Fort Dix, còn bọn lính thủy tự hào về tính chất đầy đủ quân sự của mình, chúng có lực lượng không quân, lực lượng pháo binh và kế hoạch riêng, chúng có thể tác chiến bất kỳ ở đâu mà không cần ai giúp đỡ. Ngoài ra là lính thủy, họ có quan hệ truyền thống với hải quân, trước đây vốn là một số đơn vị dự bị trên các tàu đi lại trên biển Đông. Các tướng lĩnh coi họ trực thuộc Tổng hành dinh Hải quân ở Honolulu hơn cả Westmoreland mà cơ quan tham mưu ở Sài Gòn không dễ dàng hiệp đồng chặt chẽ. Một chuyện mất đoàn kết là sự kiểm soát và kết hợp của không quân yểm trợ. Các lính thủy muốn sử dụng không quân cứu hộ, nhưng không quân này không đáp ứng những cuộc ném bom hạng nặng trong tác chiến. Bực mình muốn giữ tình hình độc lập của họ, lính thủy đã gây nên những vấn đề nghiêm trọng khiến cho Westmoreland phải điều động họ đi. Cuối cùng, những người lính thủy chấp nhận sự điều động của quân đội và không lực Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 1967, một đại đội lính thủy khác đến Khe Xanh kèm theo một đội công binh đường biển phụ trách việc xây dựng hầm và nhà ở. Ít lâu sau, tình hình bắt đầu xấu đi. Đến cuối tháng 4, quân tuần tiễu chạm chán với những phân đội của Trung đoàn 18 Sư đoàn 325 Quân đội Nhân dân Việt Nam trên cao điểm 861 và 881 là hai trong ba cao điểm ở phía Bắc và phía Tây căn cứ những trận tàu ngộ ấy làm chết 12 lính thủy. Ngày hôm sau, một đại đội dự bị do máy bay lên thẳng dẫn đến một cao điểm 861, còn một tiểu đoàn đầy đủ, tiểu đoàn 2 của trung đoàn 3, có pháo binh yểm hộ đến tiếp viện cho Fort Dix. Quân này đến đã đưa một cú ra bóng, được gọi ra trận đánh trên những đồi núi năm 1967, một loạt trận xuất sắc mà lịch sử hải quân đã viết trung đoàn 18 của quân đội nhân dân Việt Nam phải chống đỡ ác liệt về phần mình lính thủy đã thay từ truyền thống Charlie cộng bằng Mr. Charlie. Theo một người chỉ huy quân lính thủy, đối phương là có chỉ huy tốt, nuôi dưỡng tốt và trang bị tốt. Các cuộc đụng độ căng thẳng tiếp nối nhau một tuần lễ liền, cho đến khi trung đoàn 18 thoát ra được nhờ có trung đoàn 95 anh em đánh lạc mục tiêu khi tấn công vào cứ điểm làng vây. 26 quân phòng ngự bị tiêu diệt và 36 bị thương trước khi trung đoàn 95 lui. Đáng lẽ thu dọn chiến trường, quân mũ nổi xanh và những đơn vị khác chiếm thêm được một căn cứ ở cách đấy không xa sau vài tuần. Một trạm vô tuyến tiếp sức được đặt trên đỉnh 950, một cao điểm kiềm chế cả vùng 290 mét bán kính. Từ đó có thể nhìn thấy co dọc và Tiger Peak, các ngọn núi của Lào và phần lớn tam giác DMZ. Ngày đẹp trời có thể nhìn ra biển Đông. Ngày 6 tháng 6 năm 1967, quân của tướng giáp tấn công ngọn đồi, giết chết ba lính địch. Ngày hôm sau, 18 lính thủy tìm thấy người chết trên cao điểm 881 Bắc. Sau một loạt trận đánh nhỏ, tổng số người chết về phía Mỹ là 52 và đối phương là 204. Khi tình hình đã yên tĩnh, các tiểu đoàn lính thủy rút đi và thay thế bằng đại đội một của Trung đoàn 26. Ngày 13 tháng 6, để có thể tiếp tục việc tuần tiễu thường xuyên, đại đội một của Trung đoàn 3 cũng vào trận địa. Ngày 14 một khẩu pháo đến theo đường cái. Hai tháng sau, Đại tá David Lôn nhận quyền chỉ huy toàn bộ căn cứ khe xanh. Đến đóng quân, lính thủy ra sức củng cố phòng ngự. Không phải dễ dàng, những cây cối vùng lân cận nham nhở mảnh đạn. Kỷ niệm của toàn trận chiến đấu trên những ngọn đồi, năm 1967 làm đứt xích máy cưa. Sau vài tuần, cây cối bị cưa đứt hoặc bị mọt ăn hết. Phải cho máy bay chở gỗ cứng đến, thêm việc cho hậu cần. Căn cứ chu vi không quá 412 trăm mét được nhanh chóng củng cố, trong khi máy bay và máy bay lên thẳng thay nhau như con thoi đưa vật liệu cần thiết đến một phần rất nhỏ của hàng triệu tấn hàng cung cấp được đưa vào miền Nam Việt Nam hàng tháng bằng đường biển và đường không. Cũng trong tháng 8 ấy, tướng Westmoreland quyết định tăng cường sức phòng ngự của căn cứ khe xanh bằng cách xây dựng thêm một căn cứ về phía trước để phòng những đột nhập có thể xảy ra từ phía Lào. Khe xanh có thể vào được bằng đường bộ đúng vì một vài đoạn trên đường quá hẹp đến nỗi xe tải khó đi qua, nhưng điều đó đặt ra một mối đe dọa thường xuyên vì những trận phục kích của quân giải phóng trong rừng rậm, đúng như Điện Biên Phủ. Vì vậy việc tiếp tế chủ yếu bằng đường không, cái sân bay nhỏ xíu có tầm quan trọng chủ yếu. Trước cuối tháng 8, người ta bắt đầu cải tiến đường bay để có thể hạ cánh những máy bay nặng hơn. Máy bay chở người và vật liệu, còn xe tải chở đã khai thác cách đó 2 km. Những mảnh kim loại cũ dỡ bỏ thay thế bằng một cái màn chất lượng hơn. Trong quá trình công việc, một hệ thống mới có tên là LAPES sử dụng để tiếp tế cho căn cứ. Một cái rủ đặt phía sau một máy bay đang bay ở độ thấp mang một khối hàng xuống đất. Tháng 9, trong khi công việc đang tiến hành thuận lợi, tiểu đoàn 1 của hải đội số 3 đến cùng với pháo cối 4.2 ly và đạn dược với số lượng ngày càng nhiều. Có cả 10 xe xích, trang bị 6 khẩu 106 ly không giật cùng với 5 xe Patton. Trong kế hoạch tăng cường căn cứ khe xanh, Westmoreland điều đến hai khẩu pháo hạng nặng 175 ly đến cam Carron cách đó 30 km để có thể yểm trợ lính thủy. Vì điều kiện địa hình không thể điều đến khe xanh. Đến cuối mùa thu năm 1967, dịch vụ tình báo thông báo việc giao thông trên đường mòn qua khu vực này đang tăng nhanh. Khi những máy dò tìm phát hiện tiếng chân bước hoặc tiếng xe qua, những máy điện tử báo qua vô tuyến cho những máy bay đang đan chéo trên bầu trời khu vực này ngoài những máy điện tử cắm dưới đất hoặc treo trên cành cây máy bay và trực thăng bay trên đường mòn còn được trang bị máy người có thể phát hiện được mùi nước tiểu hoặc mồ hôi người. Những phương tiện trang bị máy radar theo chiều ngang SLAR phát hiện mọi tiếng động nhỏ. Những thứ khác nữa, những máy hồng ngoại có thể phát hiện một bếp lửa và cả thân nhiệt của con người. Tất cả các loại máy móc ấy chỉ ra rằng đã có hơn 1.000 xe tải đi về hướng khe xanh trong tháng 10, và gần 4.000 vào tháng 11 không kể một lượng lớn binh sĩ đi bộ ngày 13 tháng Chạp, tiểu đoàn 3 của Trung đoàn 26 lính thủy được lệnh điều động đến Khe Xanh trong tháng 10, không báo trước tướng Robert Goodman, tư lệnh hải quân ở Việt Nam. Ngày 27 tháng Chạp, tướng Westmoreland gửi đến lầu năm góc kế hoạch chi tiết về cuộc xâm nhập có thể xảy ra sang Lào mà vòng cua sẽ là Khe Xanh. Tháng Chạp, không ít hơn 6.315 xe Bắc Việt Nam qua đường mòn. Tối mồng 2 tháng riêng năm 1968, sáu người ăn mặc theo kiểu trang phục của lính thủy mỹ theo những nguồn tin khác họ mặc pyjama đen của việt cộng được phát hiện trong chu vi của căn cứ để họ quan sát cách bố trí phòng ngự vì họ không trả lời được khẩu lệnh của người tuần tra năm người bị bắn chết còn người thứ sáu bị thương trốn thoát khám xét tài liệu trên mình họ phát hiện đó là sĩ quan quân đội nhân dân việt nam cấp bậc cao một chỉ huy trung đoàn sĩ quan trinh sát sự việc xảy ra được phát hiện ngay và thông qua cấp chỉ đạo trực tiếp làm cho tư lệnh các lực lượng Mỹ đứng trước hai con đường phải chọn một tương tự như tướng Naven đã vấp phải 14 năm về trước, ra đi hoặc ở lại. Vì những lý do tâm lý, Westmoreland quyết định loại bỏ tình thế này. Ông đã từng thông báo cho công chúng Mỹ một đánh giá lạc quan về tình thế quân sự, dư luận và nhất là các binh sĩ của chính ông sẽ suy nghĩ gì khi đột nhiên ông rút các lực lượng khỏi một căn cứ phía trước. Cá nhân ông, ông tin rằng đó là một bước lùi cũng có những ý kiến khác. Có thể kể, khe xanh có thể làm căn cứ cho những mục đích khác nhau, tuần tiễu để phát hiện quân đối phương xâm nhập dọc đường 9, tác chiến quấy rối của đối phương ở Lào, sân bay sử dụng cho máy bay trinh sát con đường mòn, điểm tựa phía Tây tổ chức phòng ngự phía Nam tam giác DMZ, ngoài ra có thể là điểm xuất phát các cuộc hành quân cắt đứt đường mòn. Cũng như Naven, Westmoreland quyết định ở lại. Ngày mùng 5 tháng riêng, Ông cho khởi động việc đặt kế hoạch một hoạt động ném bom chính xác khổng lồ gọi là Niagara nếu các lực lượng của ông Giáp đánh khe xanh, những phi đội máy bay B-52 sẽ dội lên họ một trận mưa bom tràn ngập tất cả. Vì quyết định ở lại, Westmoreland cũng lâm vào tình trạng như Naven trước đây muốn phòng ngự căn cứ, phải có một lực lượng tối đa quân đội, nhưng khe xanh chỉ có thể tiếp tế bằng đường không, càng đưa thêm người đến, càng khó khăn về vấn đề hậu cần. Ông đã bố trí việc vận chuyển bằng máy bay tốt hơn Naven và khả năng của máy bay Mỹ rõ ràng cao hơn nhiều. Song điều đó không giải quyết được hết các vấn đề, phải đợi đến lúc tầm nhìn xa kém đi. Do vậy, Westmoreland lệnh cho lính thủy không điều động thêm quân, không có khả năng tiếp tế bằng không quân. Dần dần, những lực lượng đối phương tập hợp lại trên đường biên giới Lào đã được xác định, hai sư đoàn quân đội nhân dân Việt Nam, sư 304 đã chiến đấu ở điện biên phủ và sư 325 do các trung đoàn pháo binh 24, 68B và 164 yểm trợ được trang bị khoảng 96 khẩu tổng cộng hơn 20.000 người. Hơn nữa, có sư 320 và sư 324 đến tiếp viện cuối tháng 12 năm 1967 và đầu tháng riêng năm 1968. Tướng Giáp đã điều động đến khe xanh các sư đoàn 304, 320 và 325, khoảng 30.000 người, đồng thời một trung đoàn của sư 324B 5.000 người, để yểm hộ cho ba sư trên, nhưng không có tại chỗ trọn vẹn bốn sư đoàn hai trung đoàn của sư 325C đã vượt khu phi quân sự chừng 25 km phía tây bắc Khe Xanh. Lực lượng còn lại theo những hành trình mới từ con đường mòn đến phía tây Khe Xanh cách 25 km. Số lượng lớn quân đội thực hiện đi bộ theo tổ 3 đến 5 người. Con đường tiếp tế giữa Khe Xanh và Chepon, trên đường mòn nơi có hai trung tâm hậu cần được thiết lập, không dài lắm, nhưng phải chở hàng từ các trung tâm kho của quân đội nhân dân Việt Nam cách đó hàng trăm km các tay súng đối phương đã bắt đầu quấy rối quân lính thủy trong căn cứ và vùng xung quanh, trong khi đạn pháo nổ gần đó chứng tỏ pháo quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu điều chỉnh tầm bắn. Cho đến khi lôn ra lệnh giới nghiêm, nhiệm vụ càng dễ dàng hơn vì ban đêm cả căn cứ sáng rực. Những lính mũ nổi xanh đóng ở làng vây trong thung lũng thấp hơn gọi với giọng khinh bỉ. Ngày 15 tháng riêng máy bay B-52 ném bom xung quanh khe xanh ở những điểm nghi ngờ có quân đối phương chiếm giữ. Ngày 16, một đại đội thứ ba, đại đội 2 của đoàn 26 lính thủy được đưa đến khe xanh, luôn điều động đại đội này lên cao điểm 558 để có thể yểm trợ cho 861 đồng thời có thể quan sát tốt một phần thung lũng về phía đông căn cứ. Từ chiến tranh thế giới thứ hai đây là lần đầu trung đoàn trọn vẹn tập hợp trên tuyến đầu. Ngày 20 tháng riêng, cao điểm 881 bắc là chiến địa của những trận chiến đấu mãnh liệt, các phân đội sư 304 gặp phải sự chống trả của địch quân lính thủy phải lùi xuống Nam 881. Cùng ngày bắt đầu một cuộc hành quân để bố trí 250 máy thu điện tử xung quanh căn cứ để làm cảnh giới gần. Các tin tức nhận được sẽ chuyển về trung tâm trinh sát những vụ xâm nhập cho máy bay đang bay lượn trên bầu trời vùng lân cận. Sau khi xử lý, những thông tin được chuyển về trung tâm điều hành bắn của khe xanh để giao mục tiêu cho pháo binh hoặc không quân. Từ ngày đó cho đến kết thúc trận chiến đấu, việc cảnh giới này không tiếp tục giữ vững. Hơn nữa những tin tức này bằng hàng nghìn mét phim ảnh được gửi về Sài Gòn để phân tích. Một phần rất nhỏ của vô số ảnh thể hiện toàn bộ một triệu mét phim do máy bay cung cấp trên bầu trời Nam Việt Nam. Như mọi sự hiện diện, giờ của chân lý không còn xa nữa. Như đã nói trên, cao điểm 861 bị đánh cháy 20 tháng riêng sau lúc nửa đêm. Chưa đến một giờ đồng hồ, đối phương đã chiếm được một phần vị trí. Lính thủy phản công, đến 5 giờ 15 phút lấy lại được cao điểm. Sau đó lúc 5 giờ 30 phút, những quả tên lửa từ rừng bắn đến căn cứ gây nên tiếng nổ của khối thuốc nổ 1.500 tấn. Súng chấn động mạnh đến mức san bằng toàn bộ những công sự mới xây dựng mấy tuần trước kể cả sở chỉ huy và kho và lật đổ các máy bay lên thẳng đỗ gần đó. Đạn, pháo cối, tên lửa và lựu đạn rơi khắp căn cứ cho đến các hầm trú ẩn và chứa đạn dược. May thay chỉ một số nổ, còn một số chốt an toàn chưa tháo được vì không có va chạm mạnh đó là trường hợp của một khẩu đội pháo binh một kho xăng bắt lửa gây nên một cột khói đen cao ngất trời. Từ các cao điểm lân cận, lính thủy có cảm giác như tiếng nổ của một quả bom nguyên tử nhỏ. Bù lại không may, một lớp mây dày đặc hơi lacrimogen bao trùm ngay lấy căn cứ. Trong khi mọi người vội vàng mang mạng chống hơi độc, vài người trông thấy bóng những người Việt Nam đang tiến lên trong màn khói. Họ không đến, trái lại hàng giờ liền tiếp theo, 300 quả đạn bắn vào căn cứ, nổ trong những kho xăng dầu bốc lửa. Thật là địa ngục làn khói xuống dần thung lũng, trong khi những quân Việt Nam người Bru, người Mỹ vừa bị kéo khỏi giấc ngủ, ngạc nhiên nhìn đống lửa khổng lồ của tự nhiên. Những lính thủy đóng trên các cao điểm thấy mình bị chia cắt, chắc chắn Lôn và quân lính ông ta không còn gì. Nhưng Lôn có thể lập kênh thông tin vô tuyến điện với các cấp dưới bảo đảm, dù thế nào thì họ vẫn còn cả, và họ sẽ đối mặt. Ngày 21 tháng riêng từ mở sáng. Tiểu đoàn 8 của trung đoàn 66 và sư 304 chuyển sang tấn công và chiếm được làng Khe Xanh giết 18 lính Mỹ và làm bị thương 40. Bây giờ làng Vây đang bị cô lập. Ở căn cứ, các đơn vị đang ở tình trạng khó khăn, 90% đạn dược khoảng 10.000 quả đạn các loại đã ra đi khỏi Big Bang qua vô tuyến điện, họ yêu cầu tiếp viện cấp tốc tức thời, những chiếc 130 đầu tiên hạ cánh trên đường băng. Chúng phải mang đến 100.000 kg sản phẩm để lập lại các kho về phía mình. Những máy bay lên thẳng thực hiện các chuyến tiếp viện lực lượng và thuốc men, thu gom thương binh và cả những người đi phép nếu lộ trình cho phép. Ít lâu sau khi bắt đầu cuộc chiến, những người dân thường xung quanh mang mạng phòng độc và trong căn cứ hy vọng tìm thấy thực phẩm, nơi ẩn nấp và sự che chở. Sự thật họ đặt mình vào đường bắn. Cuối cùng khoảng 1.500 người thất vọng ấy tập hợp ở gần cổng, trong vài ngày thành một trại tị nạn khốn khổ có những người dân tộc xá bị đuổi ra khỏi đất Lào trong một trận đánh trước đây. Nhiều gia đình người dân tộc Bru, một số người Pháp và vợ đã ở khe xanh nhiều năm, cũng như công chức và người theo đạo. Không có chuyện đó, luôn đã đầy lo âu hơn nữa, có thể có những kẻ xâm nhập đi theo những người tị nạn, vì họ đông hơn quân số trong căn cứ, không thể nào để cho họ vào. Để đuổi họ đi, ông cho phép 1432 trong số họ lên máy bay trở đến một cái trại dựng vội cách đó vài km những máy bay lên thẳng bắt 9 người của tiểu đoàn một trung đoàn 9 đưa về khe xanh, sau đó nhiều người tị nạn phải ra đi bộ. Ngày 25 tháng riêng, Westmoreland quyết định không thể tha thứ lâu dài hơn thái độ của lữ đoàn lính thủy và điều một bộ phận tiền trạm của tổng hành dinh vào khu vực đóng quân của lữ đoàn 1, bao gồm các tỉnh phía Bắc, mục đích giao quyền kiểm soát tác chiến ở khe xanh cho quân đội. Cùng ngày, ông yêu cầu tham mưu trưởng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch Pegas để cứu vãn căn cứ khe xanh ngày 27 tháng Giêng, 317 người của tiểu đoàn 37 quân ngụy miền Nam Việt Nam cũng đến khe xanh, bỗng nhiên thấy rằng không có một tên lính miền Nam Việt Nam nào chiến đấu ở đây, mà Westmoreland đã nói trước rằng đây là nơi chiến tranh quan trọng nhất, tư lệnh quân lực Sài Gòn nhận sửa chữa thiếu sót này. Thiếu tin tưởng lực lượng quân ngụy miền Nam Việt Nam, họ bị dồn ra ngoại vi căn cứ cách 200 mét về phía đông. Cho đến lúc này, số quân Mỹ hiện có trong căn cứ gồm 5.772 lính thủy, 30 binh sĩ bộ đội mặt đất, 228 người của hải quân và hai lái máy bay. Lính thủy và lính máy bay rụng rời tự hỏi làm sao họ lại thất bại ở khe xanh, tại sao? Người của hải quân trả lời, đó là cuộc sống, thiếu may mắn. Trong khi chờ đợi, bắt đầu đảo đi và tìm lấy một khẩu súng, đó là điều tốt nhất cần phải làm. Lính thủy là CB của toàn đoàn công binh hải quân Hoa Kỳ đã xây lại sân bay và ở trong căn cứ, những lái máy bay thay nhau lái máy bay đi thu nhận các tin tức của máy thu điện tử một nửa quân đồn trú đóng xung quanh căn cứ, khoảng một nghìn lính thủy đóng ở góc quarry, một bãi tập ở phía tây căn cứ 1,5 km, một nghìn lính khác chiếm điểm cao 558. Đại úy Đáp Ni và đại đội 3 Ấn Độ của Lữ 26 đóng ở Nam Cao điểm 881, về phía tây xa nhất của tất cả những vị trí của Mỹ ở Việt Nam, bao gồm những sĩ quan kiểm tra bắn và lính thông tin, có tất cả khoảng 300 người trên cao điểm, 100 người được điều động đến tăng viện vài ngày hôm sau. Đại úy Josper và 200 người của tiểu đoàn K của Trung đoàn Ba Lữ 26 phòng ngự trên cao điểm 861. Quá sang phía đông độ 50 người lính bảo vệ lính thông tin trên điểm cao 950. Tất nhiên chưa kể lính mũ nổi xanh và quân người dân tộc miền núi ở làng Vây. Tất cả có 7 vị trí khác nhau được tổ chức phòng ngự. Chắc hẳn không phải là vấn đề thời gian. Lôn và những người khác đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn nó chưa đến. Trái lại, nhiều ngày và nhiều tuần tiếp nối nhau chỉ thấy một cuộc đọ pháo tay đôi giải rác những trận tấn công của bộ binh ngắn nhưng đông. Căn cứ bố trí 18 khẩu súng cối 105 ly và 6 pháo 175 ly, hai lần nhiều hơn pháo hạng nặng của Điện Biên Phủ. Mỗi ngày đối phương bắn từ 200 đến 500 viên đạn vào căn cứ và các cao điểm xung quanh, số tuyệt đối là 1307. 2 phần 3 là của pháo 152 ly của Trung đoàn 68 bố trí trong hang trên sườn co dọc cách 27 km những pháo khác cũng như cuối đều được phân tán trong khúc gấp trận địa ở FR và Chevo chỉ cách nam 861, 2.000 mét. Từ điểm cao này, lính của đại đội Ấn Độ có thể nhìn thấy những khẩu cuối đang bắn vào và báo cho căn cứ những quả đạn sắp đến nơi. Khi nghe trên điện đài có tiếng gọi Acti, Acti, co dọc, một lính thủy Ấn nút chai bia nối với nhau bằng những đường dây điện lấy từ còi ô tô buộc vào thân cây. Có tiếng kêu, tất cả mọi người ở phía ngoài chỉ được tối đa 20 giây để nhanh chóng vào chỗ ẩn nấp gần nhất, dễ dàng hình dung cảnh chen lấn xô đẩy nhau. Ít hôm, pháo của căn cứ và của trại Caron đáp lại 10 quả đạn đối với một quả đạn của đối phương, có đến 2.000 mỗi ngày, nhưng mặc dầu cố gắng hết sức, các sĩ quan cũng không thể đáp lại và làm im pháo đối phương. Cũng ở điện biên phủ, khi một khẩu đã bắn, nó được kéo vào trận địa ẩn nấp được ngụy trang khéo léo, máy bay không phát hiện được các trinh sát mặt đất thì không đủ gần để mà nhìn thấy. Hơn nữa, một số khẩu pháo của quân đội nhân dân Việt Nam có một tầm xa cao hơn các khẩu ở Khe Xanh, cho nên những khẩu pháo cỡ lớn ở trại Caron vì quá xa không với tới. Từ tháng 2, các hiệu thính viên điện đại nhận được tín hiệu xuất phát từ một hệ thống hang ở bên kia biên giới chỉ rõ, có một tổng hành dinh ở cách Tây Bắc Khe Xanh 30 km, chắc là Bộ Tư lệnh Tiền Phương điều hành toàn bộ lực lượng đối phương. Vài ngày hôm sau, tiếng gì dầm bắt đầu di chuyển. Theo đó, tự ông Giáp sẽ đến để quan sát đợt xung phong cuối cùng. Với hy vọng giết chết ông, máy bay B-52 trả sát khu vực khiến cho các máy phát vô tuyến ngừng làm việc hai ngày. Nhưng ông Giáp không có ở đó. Quân đội không bố trí máy bay lên thẳng để ông quan sát tận mắt mặt trận. Dù thế nào cũng không cho phép ông rời khỏi tổng hành dinh ở Hà Nội, bỏ qua nhiều nhiệm vụ chính trị cũng như quân sự. Hơn nữa, ông không có lý do gì phải đến khe xanh kinh nghiệm dạy cho ông có thể hoàn toàn tin tưởng vào các sĩ quan cấp dưới trong một nghĩa khác thật đáng tiếc nếu ông có mặt tại chỗ chúng ta sẽ có một câu chuyện hay về các sự kiện về phương diện việt nam lính thủy đóng trên các cao điểm là không may nhất đối phương cần có những độ cao ấy trước khi tấn công căn cứ điều đó khiến cho lúc này lúc khác xảy ra những trận ác chiến nhưng không bao giờ tấn công lớn mặc dầu đạn cao xạ của đối phương và thời tiết xấu những máy bay lên thẳng vẫn ngày lại ngày tiếp tế lương thực thực phẩm đạn dược kể cả nước thường trong những tấm lưới căng dưới máy bay. Trên Nam cao điểm 881, một người của đáp hay thổi kèn mọi buổi sáng, và các bạn của anh ta kéo lên những lá cờ trên những cột tạm bờ. Khi báo chí đưa tin cờ đã bị mảnh đạn làm rách nát, người dân Mỹ gửi đến mỗi vị trí 52 cờ. Tất cả đủ yêu cầu. Tất cả những người lính thủy chiến đấu rất dũng cảm trong những điều kiện khủng khiếp, nhưng bộ đội Bắc Việt Nam cũng vậy. Theo đại úy Dây, có mặt tại chỗ kỷ luật bắn và ngụy trang của họ thật mẫu mực, cũng như lòng dũng cảm và tính kiên nhẫn. Cuối tuần đầu của tháng 20 phần trăm lính đồn trú đã bị giết hoặc bị thương phần lớn vì đạn pháo. Về các mặt, khe xanh bắt đầu giống như điện biên phủ. Cũng như ở điện biên phủ, có máu và những bộ mặt hốc hác, có mưa, có bùn, có hầm sụt, và đói, và tiếng nổ không ngừng. Có bom ở khe xanh và đạn và băng bó, những đôi chân lạnh buốt và ẩm ướt phân người và rác rưởi những con chuột đi dạo khắp nơi tranh nhau các đống rác chạy qua mặt những người đang ngủ trong hố cũng có những giao thông hào của đối phương tiến gần đến hàng ngày sung sướng thay những thương binh được máy bay lên thẳng trở đi không có bệnh viện tạm thời thối mùi máu ở khe xanh nhưng phải trả giá đắt có nhiều lái máy bay và thầy thuốc bị tai nạn cũng như ở điện biên phủ quân ở khe xanh thỉnh thoảng chỉ có thể tiếp tế bằng dù lý do không hoàn toàn vì pháo cao xạ đối phương mà mây mù bao trùm nhiều ngày trên đường băng làm cho máy bay không hạ cánh được kể cả trực thăng. Bao giờ về mùa này những khối lớn khí nóng bốc lên từ cái thùng sâu cách 200 mét cuối đường băng và nơi dòng sông cung cấp nước cho căn cứ, gặp không khí lạnh từ núi đến cũng tạo thành mây mù. Khi những người lái máy bay của không lực Hoa Kỳ không thể nhìn thấy mặt đất, họ sử dụng hoặc hệ thống LAPES hoặc kỹ thuật GPS, một cái móc buộc ở đầu sợi dây cắm xuống đất để kéo một kiện hàng ở phía sau máy bay song những sáng kiến này cũng chỉ là những cách xoay sở tạm thời. Các chuyến dù bảo đảm cho phần lớn việc tiếp tế cho căn cứ vẫn còn phải và luôn luôn đợi thời tiết thuận lợi. Những nhiệm vụ này sẽ không nguy hiểm. Đường tiếp cận của máy bay phụ thuộc vào chiều gió và đối phương bắn vu vơ qua mây mù thỉnh thoảng cũng đúng một mục tiêu. Dịch vụ tình báo cho biết rằng đã ít ngày, một bộ phận của sư đoàn 320 đang hoạt động về phía đông và triển khai đội hình tấn công chạy Karun. Nếu căn cứ này bị sụp đổ, sẽ có thể là kết thúc của khe xanh, mất sự yểm trợ của pháo binh hạng nặng. Luôn luôn bị mây mù và dưới trời mưa không hớt, lại bị pháo binh đối phương liên tục đánh phá, lính thủy nghiến răng chịu đựng. Bỗng nhiên ngày 6 tháng 2, sau khi trời sập tối, đối phương đánh chiếm làng vây, lần đầu tiên sử dụng xe tăng đánh lại quân Mỹ mà một vài chiếc do phụ nữ lái. Sau chiến tranh được biết bằng xe tăng đã được sử dụng một lần trước đó, chống lại các lực lượng Lào cách vài km về phía Tây tổng hành dinh Sài Gòn rụng rời được tin này. Điều này đưa chiến tranh Việt Nam lên một tầm mới nhưng sự sợ hãi là quá đáng. Những xe tăng có thể rất dễ bị phá hủy nhờ những vũ khí chống tăng mang vác được mà lính thủy ở Khe Xanh đã được trang bị. Đó là những chiếc tăng của Trung Quốc theo kiểu Liên Xô PT-76, một chiếc xe lội nước bọc sắt mỏng nặng 14 tấn không thể so sánh được với loại xe tăng hạng nặng T-72 của quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng mấy năm sau chúng cũng trang bị kém hơn những khẩu pháo 76 ly và súng máy 7,62 ly được sử dụng để tiêu diệt quân phòng ngự ở làng vây. 316 trên 400 lính phòng ngự căn cứ nhỏ này bị tiêu diệt. 4 đại đội lính Nam Việt Nam, tiểu đội trinh sát, một đại đội người dân tộc Bru, một lực lượng tiến công cơ động gồm 161 người dân tộc Hơ Dê và 10 lính mũ nổi xanh Mỹ chỉ còn 14 lính Mỹ và 60 lính dân tộc ít người sống sót. Đó là một vụ tàn sát đau đớn vì ban đêm không thể điều động lực lượng tăng viện để ứng cứu căn cứ tiền tiêu ở một khoảng cách rất thuận lợi phía bên kia làng. Quân đồn trú căn cứ khe xanh và các cao điểm chắc chắn cũng không chậm trễ. Họ chuẩn bị đối mặt với sự tấn công, nhưng chẳng thấy gì. Lý do chính là máy bay B-52. Không thể so sánh sự yểm trợ của máy bay quân Pháp ở Điện Biên Phủ với sức mạnh to lớn của không lực Hoa Kỳ. Quân Pháp có độ chừng 200 máy bay, quân Mỹ có hơn 2.000 và một hạm đội của B-52. Suốt trong 3 giờ, ngày cũng như đêm, hai đội ba máy bay B-52 bay ở độ cao trên mây mù, thả hàng trăm quả bom xuống khu vực nghi ngờ có vị trí của đối phương vì điều kiện khí hậu thời tiết rất xấu ở miền Bắc Việt Nam. Ba phần tư máy bay B-52 thực hiện kế hoạch Rolling Thunder đều được điều động đến khe xanh. Các máy bay được điều khiển đến mục tiêu từ một người điều khiển trong căn cứ, trong phạm vi không tập của máy bay ném bom các trận địa của miền Bắc Việt Nam phải chịu một cuộc tấn công trên không trong 5 phút trên lần. Cộng tất cả bom thả xuống hàng ngày gấp 3 lần lượng bom sử dụng hàng ngày trong chiến tranh thế giới với sức công phá bằng 4 quả bom nguyên tử loại sử dụng ở Hiroshima. Các cuộc ném bom chính xác đến độ có thể đánh những mục tiêu chỉ cách vị trí lính thủy có 200 mét. Máy bay B-52 đến từ Giam, Utapau ở Thái Lan hoặc từ Kadena trên đảo Okinawa, các phi công máy bay ném bom đến từ khắp nơi và thuộc về các lực lượng rất khác nhau. Máy bay Hải quân 1, Không lực 7, Tư lệnh Không quân Chiến lược, Hải quân Hoa Kỳ 77, các đơn vị Không quân Nam Việt Nam và Không quân Quân đội Mặt đất. Các máy bay cũng nhiều loại khác nhau, Thunder Kips Phantoms, Skyhawk Intruders, Cusaders, skyraiders bay lượn không ngừng trong khu vực căn cứ. Chúng cũng giải chất độc dụng lá, trên hàng cây số, rừng rậm trở thành một vùng hoang vắng che phủ bằng cây cối chết và cây cối bị gậy nát bộ đội quân đội nhân dân việt nam không thể tấn công được bởi vì các kế hoạch luôn bị đảo lộn các điểm chuẩn bị địa hình đều bị bom xóa đi con người không tìm thấy đường đi các trung đội hoặc đại đội đang đi đến địa điểm tập trung thì một trận không tập của máy bay làm phân tán ra từng mảnh trước khi đến nơi đi lên hàng đầu họ không thể ẩn giấu dưới lá cây bị chất hóa học làm dụng hết trở thành mục tiêu dễ dàng cho pháo binh mỹ trong bán kính 3 km xung quanh các vị trí, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam không thể ẩn nấp trong các giao thông hào hoặc hầm cá nhân chỉ chờ phải hy sinh. May mắn thay cho những người ở phía sau, tác dụng của không tập đã giảm đi rất lớn vì trong hệ thống chỉ điểm cho máy bay ném bom có những tình báo cộng sản đưa tin về những mục tiêu và thời gian đánh phá. Các tin tức này nhanh chóng được truyền đến các đơn vị trong cuộc. Với mọi khả năng có thể, họ trông vào những hang tối đảo trong các cao điểm hệ thống địa đạo này chỉ bị khám phá sau chiến tranh. Xong, bất kỳ thế nào những người dân tộc miền núi Bru hiện ở Khe Xanh có thể báo tin cho lính thủy. Một trong số họ định làm việc ấy nhưng người ta không hiểu anh ta nói gì và giao cho một người Việt Nam. Đến 20 tháng 2, ông Giáp rút khỏi Khe Xanh 5 tiểu đoàn, 2 của Trung đoàn 29 sư 325C và 3 của Trung đoàn 24 sư 304 để giảm bớt sức ép mà viện trợ cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở Huế. Chiều 29 tháng 2, một tiểu đoàn của sư đoàn 304 tấn công trung đoàn quân ngụy của miền Nam Việt Nam đóng ở giáp danh phía đông căn cứ. Ba lần xung phong kế tiếp nhau trong ban đêm là những đòn tấn công mạnh nhất ở đây. Sự thật là chỉ nghi binh cho sự rút lui của toàn bộ quân đội của quân đội nhân dân Việt Nam tập trung xung quanh khe xanh. Ngày hôm ấy ngày thứ 40 của cuộc chiến và là ngày cuối cùng của tháng 2, đó là một năm nhuận, hàng nghìn lính thủy phàn nàn phải ở thêm 24 giờ ở Việt Nam một số hào của đối phương chỉ còn cách vị trí phòng ngự hơn 100 mét. Tuần sau, các giao thông hào đến gần hơn một ít, nhưng không nhiều. Không còn thấy mớ bong bong hầm hào ở điện biên phủ mà ông Giáp đã khéo léo động viên chiến sĩ cố gắng hết sức. Ở đây không có dân, chiến sĩ không thể vừa chiến đấu vừa tránh bom vừa đào hào được. Ngày 6 tháng 3, trong khi lính thủy đang mỏi mắt chờ đợi trận tấn công cuối cùng, các lực lượng của ông Giáp dỡ trại và khó nhọc vượt qua những gì còn lại trên cánh rừng, 47 ngày sau khi bắt đầu cuộc chiến, đối phương bỗng dưng biến mất. Đối với lôn vào quân lính của ông, việc ra đi này không thể giải thích được, kể cả việc đối phương không làm ô nhiễm con sông chảy xuống đáy thùng nguồn cung cấp nước duy nhất của căn cứ. Nếu họ làm chuyện đó, gánh nặng hậu cần này có thể là lối thoát cho cuộc chiến. Sự thật đối phương không nghĩ đến chuyện đó. Sau đó, rõ ràng với khả năng vận tải to lớn bằng máy bay, quân Mỹ có thể sử dụng mọi cách để tiếp tế nước cho căn cứ. Đại đội Ấn Độ Phòng Ngự cao điểm 881 nam, bị tổn thất nặng nề, 167 người trên quân số khi xuất phát 185 người. Vì họ chiếm mất vị trí rất dễ bị đánh mà quân đối phương rất thèm muốn. Nói chung, tổn thất không nặng nề, ít hơn những con số được đưa tin. 205 lính Mỹ chết ở Khe Sanh, vào khoảng 30 người một tuần lễ, một tỷ lệ tổn thất thấp hơn ở Huế và trong tấn công dịp Tết nhiều. Song cha tuyên úy Si Tu Bê nói rằng, đã đếm được 475 túi nhựa xanh đựng xác lính thủy. Hơn nữa con số năm không tính đến những cuộc hành quân cấp cứu và những lính mũ nổi xanh bị giết gồm căn cứ. Càng không kể đến người Bru và Hơ Dê đã chết bên cạnh họ và tiểu đoàn ngụy miền Nam Việt Nam đóng ở ngoài căn cứ hoặc 49 lính Mỹ chết khi máy bay bị bắn rơi. Có thể toàn bộ tổn thất đã quá con số 600. Không kể đến hàng trăm người tị nạn lào cùng những người khác và số không xác định người Bru sống trong rừng nạn nhân của bom Mỹ, tướng Westmoreland đã khẳng định rằng khu vực xung quanh khe xanh thực tế còn ở được, nhưng không đúng. Theo tin của cha C B khoảng 5.000 người Bru đã chết trong quá trình chiến tranh. Theo tin công luận Mỹ, tổn thất của đối phương lên đến 1.602, nhưng chỉ có 117 súng và 39 loại vũ khí khác bỏ lại trên chiến trường, cũng có thể hàng trăm hàng nghìn người bị bom không để lại dấu vết gì trong bụi bặm, bùn lầy và lá cây rụng. Tổng tư lệnh Sài Gòn nói là từ 10.000 đến 15.000 người chết, nhưng theo thói quen, những tin tức của họ thường là nói quá lên. Ngày 23 tháng 3, Tổng thống tuyên bố rằng tướng Westmoreland được cử giữ chức Tổng tham mưu quân đội, trở về Hoa Kỳ. Ngày 17 tháng 4, 67 ngày sau khi bắt đầu cuộc chiến quân đồn trú ở Khe Xanh được rút đi, lực lượng đi bằng đường bộ, tướng Westmoreland khẳng định phải đợi đến lúc thời tiết thuận lợi mới có thể rút đi. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta vẫn không ngừng đánh lại quân ông Giáp. Cuộc hành quân ấy tổn thất 130 người chết, 51 lính thủy 46 quân mặt đất, 33 lính ngụy Nam Việt Nam, cộng thêm vào những tổn thất trong trận khe xanh. Theo tướng John Tonson chỉ huy sư đoàn kỵ binh không vận, người mục kích trận đánh, đến với việc rút quân, khe xanh là một tình thế đau buồn ở đỉnh cao, vô kỷ luật mất trật tự, rác rưởi chùm lên tất cả, nào đạn không nổ, nào vật liệu hư hỏng, và quân lính sống như những con chuột chứ không phải là người. Theo một nhà quan sát khác, không còn cây cối, không còn gì hết. Tất cả bị đốt cháy, tàn phá, nham nhở. Như trên mặt trăng, một người khác tóm tắt những cảm tưởng của mình, khắp nơi những đống vôi gạch đổ nát, những xác chết, chẳng còn gì hơn. Ngày 27 tháng 6, căn cứ khe xanh bị máy bay ủi san bằng các công sự đều bị phá hủy để cho đối phương sau này không thể chụp ảnh mà tuyên truyền. Tất cả mọi di tích đều bị phá hủy đến mức chỉ còn những vết đất đổ trên cao nguyên. Một vài người tự hỏi tại sao, khe xanh bị bỏ rơi, vì trước đây đã nói rằng nó quan trọng thế, nhưng mọi người vui vì đã kết thúc. Về trận khe xanh, những nhà bình luận của ông Giáp viết, đối với chúng ta, trận khe xanh không phải là một trận quan trọng lắm, hay đúng hơn không quan trọng bằng đối với quân Mỹ, đối với Hoa Kỳ. Khe xanh đánh dấu một trận đánh lớn hơn trong bối cảnh phải bắt đầu sau Tết. Đó là một nghi binh, nhưng có thể khai thác nếu chúng ta giảm bớt được tổn thất và thu được thắng lợi lớn. Trong khi quân Mỹ còn ở lại khe xanh để bảo vệ uy tín họ nói rằng khe xanh là quan trọng, khi họ đã bỏ đi, họ nói riêng nó đã chẳng quan trọng tí nào. Không, khe xanh không thật quan trọng đối với ông Giáp. Điều ông quan tâm là một lực lượng khoảng 33.000 quân dồn lại ở phía nam dưới tuyến quân sự, sẵn sàng để khai thác những đường cong của trận tấn công dịp Tết. Sau khi thất bại trong tấn công dịp Tết, lực lượng này phải chịu một đợt rút lui kéo dài khiến cho quân đội và máy bay Mỹ đang cần nhưng không hoạt động được. Nếu chiến sĩ có khả năng tiêu diệt được lính thủy ở khe xanh tốt quá. Khi đã thấy giai đoạn 3, đợt sóng thứ hai không thực hiện được vì máy bay B52 ngăn chặn một trận tấn công quyết định, ông Giáp đã tính đến nổ súng. Ông ra lệnh cho một bộ phận các lực lượng đi yểm trợ cho quân giải phóng miền Nam đã chiếm giữ Huế và số còn lại quay về chính diện của con đường. Westmoreland đã phê bình chỉ trích về việc chiếm giữ quyết định ở lại khe xanh và chiến đấu ở đó. Những lý do đẩy đến hành động như vậy hoàn toàn trong sáng và logic, nhưng đi xa hơn, người ta có thể tự hỏi điều gì xảy ra nếu không làm như vậy? Có thể những lực lượng của ông Giáp tập trung xung quanh Khe Xanh đã hoạt động về phía đông để tăng cường lực lượng cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở Huế, nơi có thể thành một cuộc chiến tranh quyết định như Điện Biên Phủ. Cũng như những người khác, Westmoreland chê ông Giáp chấp nhận những tổn thất nặng nề. Song không nên quên rằng trong quá trình các cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, ông Giáp đã chấp nhận những mất mát để bù trừ sức mạnh nội tâm, con người chống lại súng đạn. Nhưng khi tổn thất không cân bằng với kết quả, ông kết thúc tác chiến so với các cuộc chiến tranh khác, những tổn thất của Mỹ ở Việt Nam còn rất nhẹ và rõ ràng thấp hơn tổn thất của Pháp trong chiến tranh Đông Dương. Những trận đánh bảy ngày của cuộc chiến xe chê Dừng đã mất 36.000 người chết. Năm 1916, chỉ một ngày đầu cuộc chiến tranh SOMME, quân Anh đã mất 60.000 người, trong đó gần 20.000 người chết. Trong quá trình chiến tranh thế giới lần thứ hai, Trung đoàn Lính Thủy, cũng là Trung đoàn 26 Phòng ngự Khe Xanh, đã mất 26.000 người trong một trận tấn công chống quân Nhật nhưng thái độ đã thay đổi những bài diễn văn sô vanh không thuyết phục được ai không nên quên rằng ở thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai không có truyền hình nếu có vô tuyến truyền hình những trận chiến đấu ấy không thể kéo dài lâu đến như vậy những người mỹ và người bắc việt nam có những thái độ rất khác nhau vì vấn đề ấy những người lính rất bị kích động vì những chính sách giới hạn số thương vong vì họ rất dễ bị tổn thương bởi những hình ảnh các quan tài sắp hàng dài trên đường băng sân bạc miền nam việt nam thỉnh thoảng gây nên những sự cuồng loạn trái lại ông giáp và nhân dân miền bắc việt nam chấp nhận những mất mát họ coi như là một phần của cái giá phải trả đừng quên rằng ở miền bắc chưa có vô tuyến truyền hình ở hoa kỳ những hình ảnh và những tiếng nói của trận tấn công dịp tết đã biến đi trên màn hình cũng như màn bao phủ dày đặc ở khe xanh sau những tuần lễ lo lắng công chúng mỹ được an ủi khi hiểu rằng chiến tranh đã chấm dứt không thật thắng lợi không nghi ngờ nhưng cũng không tổn thất trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi